Xin chào tất cả anh chị. Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh của mình. Phiên hôm nay là một phiên cuối tuần, kết thúc tuần, thị trường chung của chúng ta có một phiên giảm điểm rất là mạnh. Hôm nay giảm gần 20 điểm, tương đương 1,62%. Đấy, cái này thì chúng ta biết rồi. Và chỉ số vn index của chúng ta đã đóng cửa ở 1.193.05 điểm. Đấy. Và thị trường có những lúc là giảm xuống ở đây là đến 1.174 điểm anh chị ạ. Lúc đó là thị trường giảm 3,15% rồi, và những lúc là giảm đến 3,15%. Tất nhiên thì cuối phiên cũng có một cái quá trình rút chân liên quan đến các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng, đặc biệt là nhóm cổ phiếu như Vietcombank, BIDP và STB, đúng không ạ, vân vân. Đấy, thì sau một cái phiên giảm như thế này và kết thúc tuần có một cái tuần điều chỉnh như thế này, thì thực tế ra thế, nếu như mà anh chị mà theo dõi kênh của mình nhé, thì cái việc mà dự báo về cái nhịp điều chỉnh của tuần này, cái tuần từ 18 cho đến 22 tháng 9 này á, thì mình cũng đã cảnh giác rồi, mình cũng đưa ra những cái nhận định ở video cuối tuần vừa rồi nếu như có theo dõi. Đó là ở cái video cuối tuần trước á, là mình có đề một cái tiêu đề với anh chị, đó là cảnh giác những nhịp rũ bỏ mạnh khi tiền lớn đã vào trong banh. Thì lý do vì sao á, thì nó có xuất phát từ hai lý do. Tất nhiên có một cái lý do mà mình không đưa ra, mà mình chỉ để ra là do cái dòng ngân hàng, là mặc dù đã có những yếu tố dòng tiền vào, tuy nhiên nó còn lỏng lẻo dẫn đến là sẽ xác suất cao sẽ có những nhịp điều chỉnh rũ bỏ liên quan nhóm ngành ngân hàng, thì dẫn đến là điểm số nó sẽ dao động rất là mạnh. Bởi vì là gì ạ? Bởi vì cái điểm số chúng ta là giảm ảnh hưởng rất nhiều đến do các cái cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng. Đấy, thì chúng ta đang nói về những yếu tố cổ phiếu mà nó ảnh hưởng đến ngân hàng là như chỉ số là như vậy. Ngoài ra thì một cái nhóm mà nó gây tâm lý giảm hôm nay cũng rất là mạnh, đó là nhóm vừa rồi tăng rất là mạnh, đó là nhóm ngành chứng khoán. Thì nhóm ngành chứng khoán thì cái phiên hôm qua và phiên hôm nay là một, đặc biệt là phiên hôm nay là một phiên giảm sàn la liệt, dẫn đến nó sinh ra một tâm lý nữa, đúng không ạ? Đấy, thì đó là hai yếu tố dẫn đến mà cái thị trường tuần này kết thúc tuần là nó đóng đóng tuần, có thể nói là một cái tuần giảm điểm. Đấy, thì đó là về cái yếu tố như vậy. Thì những cái cảnh báo này thì mình đã đưa ra ở video cuối tuần trước rồi. Còn một cái vấn đề lo ngại hiện nay, thì sau những cái thông tin hôm qua thì anh chị cũng biết là ở lúc 1:30 chiều hôm qua thì chúng ta đã nói rồi, trao đổi rồi. Cái việc mà phát hành 10.000 tỷ của tín phiếu của ngân hàng nhà nước á, mục đích là để cái bình ổn tỷ giá. Thì bây giờ là nhà đầu tư thì lo ngại việc là không phải là cái việc nếu 10.000 tỷ thì nó quá bé anh chị. Tất nhiên thì vấn đề là có phải là chỉ là gì ạ, chỉ 10.000 tỷ hay không, hay là sẽ 20, 30, 40, 50, 100.000 tỷ vân vân, chưa biết. Cái việc này thì theo đánh giá của mình thì nó tùy thuộc vào những cái bình ổn, mà khi nào mà cái tỷ giá nó đạt những kỳ vọng thì nó sẽ dừng lại, những ngân hàng nhà nước sẽ dừng lại, có thể là 20, 30, 50 vân vân, chưa biết, nhưng có thể là 10.000 tỷ. Thì xung quanh cái câu chuyện tỷ giá thì anh chị nên quan sát thêm cái chỗ cái này gì này, cái chỗ đồng chỉ số đồng bạc xanh ấy, đồng đối DXY ấy. Thì hiện tại như cái giai đoạn vừa rồi thì cái đồng bạc xanh nó phục hồi, thì anh chị biết rồi. Thì quá trình phục hồi này thì thường là những cái này phục hồi thì nó sẽ là làm chứng khoán điều chỉnh thôi. Tất nhiên thì nhịp phục hồi này thì ở vì trong cuối tuần mình cũng nói là cảnh giác cái nhịp điều chỉnh mạnh là cũng có liên quan cái này, nhưng mà mình không đưa ra trong video đó thôi. Vì cái nhịp phục hồi này anh chị thấy đang khi mà nó lên phục hồi lên lên gặp vùng đỉnh trước này rồi ấy. Thì xác suất cao nó sẽ có quá trình là rủ bỏ lại, xác suất sẽ rất cao. Chính vì vậy mà cái tiêu đề hôm nay mình chia sẻ với anh chị đó là cái tiêu đề hôm nay đó là gì nè, có nhiều tuần mới có thể có một nhịp phục hồi hay không, đấy, hay là sẽ đạt tiếp, và cái biến để nó tích lũy là trong những cái biến nào đấy. Thì đó là những cái câu chuyện mà mình sẽ chia sẻ với anh chị trong cái nội dung video hôm nay. Thì đó là nó căn cứ vào những yếu tố này, và tí liên quan đến dòng ngân hàng thì mình nói thêm một tí nữa. Thì khả năng mình cho rằng là khả năng lên vùng này thì cái chỉ số DXY thì nó sẽ có quá trình điều chỉnh, và khi nó có quá trình điều chỉnh thì thị trường chứng khoán nói chung á, là xác suất cao nó sẽ có quá trình là như này, hồi hồi phục phục hồi trong ngắn hạn. Còn sau đó thì câu chuyện thị trường có lên được hay không thì nó phụ thuộc vào cái này có tiếp tục đảo chen hay không, hay là nó tái tích lũy. Khi nó tích lũy thì thị trường cũng sẽ tích lũy đấy, và khi nó vào đảo chen thì thị trường sẽ tăng. Thường là nó thấy như vậy anh chị, thường là nó như vậy. Thì những cái này thì anh chị xem thêm đấy. Thì bây giờ phiên hôm nay thì về ở khung đồ thị ngay ở đấy
Thì hôm qua mình có chia sẻ anh chị là ở cái góc độ mà nói xu thế á, thì rõ ràng nó trong cái xu thế tăng thì hiện là anh chị thấy rồi. Hôm nay có một cái nét đó là gì? Hôm qua mình có nói anh chị là nó có thể test về đáy này hoặc là với đáy này. Đấy, thì hôm nay thì nó thủng ngay cái đường trend tăng ở đây, gì trend tăng dài hạn ở đấy á, thì nó có rụt chân lên đóng cửa thì trên 50% cái nền đấy, để đóng cửa trên 50% cái nền. Và hiện tại thì chỉ số vừa đi của chúng ta là đã đánh mất đi cái đường MA năm 50 ngày, đóng cửa dưới 50 ngày và dưới MA 20 thì hiển nhiên rồi, tất nhiên nó còn xa MA 100 đấy. Thì ở hiện tại như thế này thì nếu như nói về cái biến đồ hôm nay á, thì biến đồ rất lớn, cái khối lượng lớn về khối lượng lớn, nó trong quá trình giảm biến lớn khối lượng lớn á, thì chứng tỏ rằng vẫn có một cái lượng cầu vào, vẫn có lượng cầu vào gì nhá. Chỉ có một cái nguy hiểm nhất á, cái nguy hiểm nhất đó chính là khi mà cái biến lớn, biến đồ lớn nhưng mà khối lượng nhỏ, thì chứng tỏ rằng cầu rất yếu đấy, mặc dù là cũng rất nhiều nhưng mà cầu rất yếu đấy. Nhưng mà ở đây phía này thì tính đến mình đang nói đến chỉ số vân lý gì nhá, còn nếu tất cả các dòng thì chúng ta đã lượt qua, chứ chúng ta không thể là nói bởi vì vân lý là nó tạo thành từ nhiều nhóm ngành, chúng ta đang nói đến vân lý không á, thì chứng tỏ rằng vẫn có lực cầu vào chứ không phải không đâu. Nhưng mà cái cầu vào ở đấy thì vẫn khá tốt, nó thể hiện khối lượng và nó thể hiện ở chứ nào, ở cái mức độ dao động này lớn nhưng mà khối lượng lớn thì chứng tỏ có cầu, nhưng mà cầu nó vẫn yếu hơn so với nguồn cung bán vẫn mạnh. Để với nguồn cung hiện tại chúng ta thấy đang nhiều dòng, những dòng bất động sản hoặc là dòng chứng khoán, đặc biệt dòng bất động sản, dòng chứng khoán là bán rất là mạnh đấy. Thì cái kéo điểm số này thì hôm nay cũng kéo một số cổ phiếu trong ngân hàng gần như là cuối phiên đấy, thì cái này chúng ta sẽ đánh giá được nhiều thêm. Thì đó là về chỉ số của đi, và khi mà nó đã chạm cái đường trend tăng dài hạn này á, thì xác suất để mà trong tuần mới nó sẽ cân bằng lại và tích lũy lại thì xác suất sẽ rất cao, xác suất cân bằng và tích lũy thì sẽ xu thế cao hơn. Và lý do như lúc này mình chia sẻ anh chị một cái ý ở chỗ là cái đồng ở cái chỉ số đời đấy chỉ này, thì xác suất sẽ là có quá trình điều chỉnh ở đây, thì thị trường sẽ có những nhịp sóng hồi. Ở đây là về yếu tố khung ngay, nhìn ở đây thì nếu với cái biến tích lũy thì mình cho rằng là xác suất sẽ như thế này gì này. Chúng ta cũng đưa ra cả những cái khả năng nó có thể xảy ra thôi, hiện tại chúng ta chưa biết theo khả năng nào, đúng không, chưa biết theo khả năng nào, nhưng mà đấy là những cái mà chúng ta nên chuẩn bị trước, những cái tinh thần, những cái kịch bản để có thể nó xảy ra theo những khả năng nào để chúng ta xây dựng thôi. Xác suất cao nó sẽ đi trong cái biến này, xác suất cao nó sẽ đi trong cái biến này, và cái biến này trong cái tuần 6 và trong tuần đầu tháng 10 thì xác suất cao sẽ là nằm trong biến này. Tất nhiên thì hiện tại chúng ta đánh giá là chúng ta đang đánh giá ở thời điểm kết thúc tuần này, chúng ta đang đang đưa ra một cái dự thảo như vậy thôi, dự kiến như vậy. Đấy, tất nhiên nó tùy thuộc với những người diễn biến trong phiên, nó là về cái mức độ trong ngay khung độ ngay thì chúng ta sẽ dự báo là khả năng nó là như vậy, xác suất này sẽ khá cao. Đấy, thế đó là có hai lý do như vậy. Còn một cái nếu như hôm nay kết thúc tuần đó, thì chúng ta xem ở khung độ tuần, kết thúc tuần một cái khung độ tuần thì chúng ta thấy rằng là thị trường sau khi vượt được MA 150 với đường MA 100 này, và như cái ở video cuối tuần trước thì mình có nói anh chị là tuần mới tức là tuần này á, thì thị trường này tăng là rất khó, lý do là bởi vì là cái tình tự sắp xếp của các trật tự của các đường chỉ báo MA là nó còn rất là lộn xộn. Mình có nói cuối video tuần ở video cuối tuần vừa rồi, thứ nhất, thứ hai là quá trình phục hồi là khối lượng hơi nhỏ đấy, thì và nó đang lộn xộn thế này thì thường nó có quá trình là xu thế là tẹt lại đấy, có thường có xu thế tẹt lại, số thể tẹt lại để mà nó sắp xếp lại từ là đường MA nhỏ nằm phía trên và đường MA lớn nằm phía dưới đấy, thì thường nó nói như vậy đấy. Thì hiện tại thì như tuần này thì kết thúc một cái tuần mặc dù là giảm điểm nhưng mà cái khối lượng so với tuần giảm trước thì khối lượng nó có nhỏ hơn đấy, khối lượng nó có nhỏ hơn đấy. Và hiện tại như thế này thì nếu như anh chị mà nhìn thêm á, thì xác suất để mà thị trường tuần mới mà kiểu như thế này anh chị mà cũng nếu như anh chị vẽ đường trend á, đường trend tăng của tuần á, thì anh chị vẽ như thế này, thì chúng ta thấy rằng là như hôm nay này, đấy, thì nó chạm ngay đường trend tăng, đấy, nó chạm ngay đường trend tăng và rút lên được, đấy, thì hiện tại xác suất cao thì mình cho rằng là nó cũng nằm trong một cái biến mà trong tuần mới thì xác suất cao nó cũng thể nằm trong cái biến tích lũy như thế này, đấy, xác suất cao nó sẽ nằm trong cái biến tích lũy như thế này anh chị, đấy, theo cái kiểu tam giác hướng lên như thế này, đấy, thì chúng ta xem thử là cả tuần tới nó như thế nào, đó là về đúng khung độ lớn thì nó như vậy, khung độ tuần như vậy. Còn nếu như chúng ta chuyển sang một cái trạng thái khung độ nhỏ hơn, đó là khung dưới khung ngay á, thì mình cũng thường hay phân tích cho anh chị thì ở đây thì hiện tại như thế này thì hôm qua chúng ta có nói là nếu như nó test về vùng này này mà khối lượng lớn á, thì chúng ta nó sẽ thường giảm tiếp, nhưng mà hôm nay nó mở ngay một quả gạp ở đây, mở ngay quả gạp đấy thì nó
rơi xuống vùng này và nó test về vùng 1180 vùng đấy chị nhá. Còn lúc mà giảm sâu nhất trong phiên hôm nay là chúng ta thấy được là vn của chúng ta là có những lúc là giảm xuống đến 1174. Còn nếu như vùng thì chúng ta sẽ nói giảm xuống cái vùng 1180, cái vùng này nó có 3-4 cái nến loanh quanh ở đây và hiện tại đang tạm thời nó có quá trình tạo đáy đây. Và cái nguồn cũng cái lực bắt lực mua ở những cái nến cuối á, những cái nền cuối khung đồ nhỏ thì chúng ta thấy rằng là cái lượng cầu cũng khá tốt chứ cũng không phải xấu đó làm đâu. Cái lượng cầu cũng khá tốt. Tất nhiên cái quá trình giảm phía trước thì khối lượng rất là lớn. Đấy. Thì mình kỳ vọng rằng trong ngắn hạn thì sau những nhịp như thế này á, thì mình cho rằng là cả cái phiên tới là có thể anh chị nhé, có thể mình vẽ vời nó thể nhiều nhưng mà nó có thể là phục hồi lên chạm lấy gáp này. Đấy, có thể vượt lên cái vùng này khoảng 1200 một tí, vượt lên sau đó nó test lại một lần nữa. Đấy, nó phải test lại một lần nữa. Đấy, thì kiểu như vậy thì sau đó nó mới tích lũy cân bằng được. Đấy, thì khi đó nó mới có nhịp mà chúng ta có thể kỳ vọng là nhịp trong hồi được. Đấy, thì đó ngắn hạn là nó thường như vậy. Còn cũng có những khả năng là gì? Cũng có những khả năng là có những thông tin nếu như ngân hàng nhà nước có tiếp tục là gì? Tiếp tục là phát hành thêm, ví dụ như 10.000 tỷ hoặc 20.000 tỷ tiếp á, thì có thể là nó có thể có một nhịp điều chỉnh nữa và nó có thể là test về ngay vùng đáy ở 1107x này, ví dụ như vậy. Đấy, kiểu như vậy, sau đó nó có quá trình phục hồi lên. Đấy, và nếu như nó mà giữ được cái vùng này á, thì chúng ta vẫn có thể là hy vọng được là nó sẽ có một cái nhịp phục hồi thêm. Đấy, thì đó là về ngắn hạn thì chúng ta quan sát thêm những cái khả năng có thể xảy ra, bởi vì là bây giờ nếu như nói là nó rất là nhiều và nó còn tùy thuộc vào những cái giai đoạn trong phiên mà nó tùy thuộc vào cung cầu khối lượng nữa. Đấy, thì đó là về góc độ ngắn hạn là mình chia sẻ thêm anh chị ở góc độ như vậy, anh chị lưu ý cho mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đi vào phân tích một số cổ phiếu của một số nhóm ngành. Thì mình thì vẫn cho rằng là thị trường thì vẫn mình không cho được, mà nếu như anh chị nhìn đến tất cả các yếu tố thì anh chị thấy rồi, đó là thị trường chúng ta vẫn đang trong một xu thế tiến, mặc dù là nó điều chỉnh như thế này nhưng thực tế là xu thế của nó vẫn là nó xu thế lên. Đấy, cả cái tiêu chí mà mình đã chia sẻ với anh chị thì rồi, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại nhé, hiện tại thì anh chị nhìn vào các cổ phiếu, ví dụ như nhóm ngành ngân hàng. Đấy, nhóm ngành ngân hàng thì hôm nay là một đợt phiên mà ví dụ Vietcombank kéo lên. Đấy, và ở cái giai đoạn vừa rồi mình có nói anh chị là như Vietcombank thì cái xu thế lớn của nó là xu thế lên rất là hiển nhiên. Nhưng mà hiện tại là như cái quá trình này mình còn chia sẻ anh chị có thể là vai đâu vai, hoặc là nó có thể test lại vùng hai đáy. Nhưng mà vừa rồi nó tạo hai đáy đúng không ạ? Phiên hôm nay là phiên phục hồi, thì không biết cái phiên hôm nay nó chạm đường MA 100 nó phục hồi, đấy là một cái yếu tố phục hồi của dòng tiền lớn kéo lên, hay là nó có liên quan đến cái việc giữ điểm số liên quan đến phái sinh hay không. Tất nhiên mình thì có một cái góc độ, đó là mình cho rằng là nó chạm MA 100 nó kéo lên được sau quá trình tạo đáy số 2 đấy á, và cái quá trình test lại đáy số 1 anh chị này. Cái đáy số 1 ở đấy anh chị nhìn thấy là khối lượng nó lớn, và cái đáy số 2 là cái 2-3 phiên vừa rồi á là khối lượng nó nhỏ, anh chị thấy đấy. Và một phiên kéo như thế này thì không đơn thuần là kéo về điểm số, bởi vì cái khối lượng nó rất là lớn. Đấy, thì đấy là những tín hiệu mình cho rằng nó khá tích cực. Chính vì vậy mình vẫn mạnh dạn rằng là sáng tuần mới thì nó sẽ có một cái nhịp phục hồi, cái tuần từ 25 đến 29 tháng 9 sắp tới, tức là tuần kết thúc tháng 9. Đấy, thì đó là anh chị xem thêm. Đấy, thì đó là về Vietcombank. Còn các cổ phiếu và khác thì VPBank á, thì ở cuối tuần trước mình có nói với anh chị rằng là vì sao mình nói với anh chị là cảnh giác một nhịp chỉnh ở nhịp rủ bỏ mạnh ở tuần tới, tức là từ tuần từ 28 đến 22 tuần vừa rồi của chúng ta đấy á, là lý do liên quan dòng ngân hàng mình có nói anh chị rồi, tức là khi nó đã có những yếu tố dòng tiền vào đấy anh chị này, và cái cục khối lượng này là hiển nhiên phải là dòng tiền lớn. Đấy, đấy là những cái mà chúng ta không thể đánh cài bàn cãi gì được nữa. Những vấn đề là nó còn rất là lỏng, nó lỏng thì chứng tỏ rằng là mức độ của nhỏ lẻ là còn rất là nhiều, và lượng hàng trôi nổi thì còn nhiều. Chính vì vậy nó cần một nhịp điều chỉnh. Đấy, mình chỉ nhịp điều chỉnh, và cái này mình chia sẻ ở video cuối tuần trước, và cái video đó là mình vẫn còn trên kênh, đúng không ạ? Anh chị lật lại cái lịch sử của nó là nó có như vậy thôi. Ví dụ VPBank giai đoạn này anh chị thấy này, đấy, khi mà nó những yếu tố dòng tiền vào đấy anh chị này, đấy, những yếu tố dòng tiền là vào này, dòng tiền vào này, dòng tiền vào này, cái này chúng ta thấy rất rõ. Chứ dòng tiền của nhỏ lẻ, ví dụ một số cổ phiếu vốn hóa nó nhỏ thì nó khác, còn đối với dòng ngân hàng nó rất khó anh chị nhé, nó rất khó. Tất nhiên thì anh chị thấy rằng là nó lỏng, và khi nó lỏng thì nó rủ bỏ, và rủ bỏ phải có khối lượng lớn để mình dòng tiền này thì phải bán ra hết. Đấy, rủ bỏ khối lượng lớn thì chứng tỏ đấy nhá, biến lớn một khối lượng lớn thì chứng tỏ phải có cung ở đấy, cung bán ra, nhưng phải có cầu, nhưng sau đó là gì, phục hồi lại khối lượng nhỏ và test lại khối lượng nhỏ cân bằng, biến nhỏ
thì thị trường thì cổ phiếu nó mới lên được. Đấy, thì đó là đối với ví dụ VPBank đúng không ạ? Rồi ngoài ra mình lấy một số cổ phiếu khác, mình lấy ví dụ ở cuối tuần trước cho anh chị rồi. Ví dụ như Techcombank vậy thôi, cái vùng này nó lỏng lẻo. Và cái quá trình trước đó là anh chị thấy là có dòng tiền lớn tham gia là những cái này chúng ta không cần phải bàn cãi nữa, đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại nó lỏng lẻo thì nó thể dao động. Và lịch sử của nó như vậy thôi anh chị. Cái này mình nói lại ở video cuối tuần trước thôi, anh chị thấy chưa? Tức là khi nó đã có những yếu tố dòng tiền tham gia vào và có quá trình tích lũy trước ở đây thì và nó còn dao động thì nó phải có quá trình rũ bỏ. Và rũ bỏ đấy anh chị thấy là cái biến đồ này, tức là phải có khối lượng lớn. Khối lượng lớn chứng tỏ rằng phải có quá trình hấp cung ở đây. Nếu sau quá trình hấp cung khối lượng lớn này thì cổ phiếu vẫn chưa lên và nó sẽ tiếp tục tích lũy. Khi nào khối lượng nhỏ xuống và biến đồ chặt thì cổ phiếu sẽ đi vào nhịp tăng. Đấy, tương tự như vậy mình lấy về nhiều cổ phiếu thôi anh chị, rất nhiều cổ phiếu ở video của tuần anh chị mà quan tâm anh chị xem lại. Ví dụ CTG cũng vậy thôi. Đấy anh chị này, từ lần trước đó nó có quá trình tích lũy và anh chị thấy rằng là nó lỏng lẻo á, thì nó sẽ có quá trình rũ bỏ. Và rũ bỏ, khi rũ bỏ thì khối lượng phải lớn. Khối lượng lớn này chứng tỏ là có một lượng hấp cung lại. Đấy, hấp cung lại, đúng không? Hấp lại cung, chứng là cũng phải có lượng cầu vào. Và sau có lượng cầu vào thì nó phải siết chặt lại khối lượng nhỏ thì nó mới cân bằng phía sau nó mới lên. Đấy, tương tự như vậy rất nhiều cổ phiếu, mình lấy ví dụ ACB cũng vậy thôi. Đấy anh chị thấy chưa? Tức là nó lỏng lẻo thì nó sẽ có quá trình rũ bỏ và nó cân bằng ở phía sau. Đấy, thì rất là nhiều cổ phiếu hiện tại anh chị liệt kê ra đối với dòng ngân hàng thì nó như vậy thôi. Thì hiện tại như vậy, hiện tại nó đáng như thế này. Đấy, và ví dụ như cả cổ phiếu hiện tại như dòng ngân hàng thì hiện tại mình thấy rằng nó vẫn khá ổn. Ví dụ VPBank, xin lỗi, STB là cổ phiếu đánh khá thuần, hôm nay nó đạp thủng xuống M20 khối lượng lớn nhưng mà nó kéo lên được. Đấy, mặc dù nó là lỏng, đúng không? Nó lỏng nhưng mà nó lỏng thì nó sẽ rũ bỏ. Đấy, thì đấy là những tín hiệu mà nó khá là ổn. Thì đó là đối với dòng ngân hàng thì chúng ta đánh giá, chúng ta phân tích thêm. Và cái này thì mình đã chia sẻ anh chị ở video cuối tuần vừa rồi, anh chị quan tâm anh chị xem lại nhé. Rồi bây giờ đối với dòng chứng khoán, dòng chứng khoán là một cái dòng mà hôm nay giảm rất mạnh anh chị. Chúng ta xem ở đây thì cả cái nhóm ngành mà giảm hôm nay là giảm mạnh nhất là đối với tài chính khá của nhóm ngành chứng khoán thôi, hiển nhiên như vậy thôi, đúng không ạ? Hiển nhiên như vậy thì chứng tỏ là nhóm ngành chứng khoán nó giảm sàn giảm rất là mạnh. Vật liệu xây dựng trong đó nhanh thép giảm khá mạnh đấy, đúng không ạ? Bất động sản giảm mạnh này, rồi là thiết bị điện xây dựng vân vân, nhiều nhóm ngành giảm rất là mạnh. Chỉ có hôm nay chỉ có nhóm ngành dệt may, rồi là thủy sản, rồi là hóa chất. Đấy, thì một số cổ phiếu bán lẻ thì nó vẫn giữ được cái vùng giá thôi. Tức là những ngành ánh nào liên quan đến xuất khẩu á thì nó được hưởng lợi từ cái thông tin của bình ổn tỷ giá đấy, đúng không ạ? Đấy, thì những cái này thì anh chị xem thêm. Còn bây giờ chúng ta quay trở lại đối với nhóm ngành chứng khoán á. VND thì mình cái giai đoạn này thì mình đã nói với anh chị rồi, tức là khi nó lỏng lẻo là một, và mình có nói anh chị là kịch bản tích cực nhất á, cách mình nói là cách mấy hôm chứ không phải là phải hôm qua hôm kia nào đâu. Cái quá trình này mình đã nói anh chị, khi nó gặp vùng kháng cự phía trước anh chị này, với quá trình tích lũy của nó chưa đủ này mà nó còn lỏng lẻo thì tương nó phải rũ bỏ. Và nó rũ bỏ thì ví dụ giống như quá trình này vậy thôi, cái quá trình này là thông tin về trái phiếu của nó cùng là đó một cái cớ thôi, nhưng thực tế là nó đã gặp vùng kháng cự đấy. Và quá trình tích lũy mà nó bươn đến một lúc, một khúc cổ phiếu đã tăng thì nó gặp vùng kháng cự thì thương nhiên nó phải có quá trình rũ bỏ. Không tin thông tin này thì không thông tin cả. Mình lấy ví dụ mình đã nói anh chị thôi, ví dụ như nhóm ngành ngân hàng nó rũ bỏ là có đó là một cái cớ. Vừa rồi nói là tỷ giá là công ty chứng khoán hàm mới dính các kiểu, nhưng thực tế đó là cái cớ thôi anh chị này, cái cớ thôi. Rồi phép phùng các kiểu, rồi tỷ giá vẫn vẫn nhiều, nhưng mà thị trường giảm luôn có những cái lý do để nó giảm đấy. Nhưng một cái thực tế đó là khi cổ phiếu lỏng lẻo thì nó chưa lên đấy. Ví dụ như quay trở lại đối với VND, giá đoạn lỏng lẻo đấy, thông tin xấu nên nó giảm đấy, đúng không ạ? Đối với quay trở lại đối với dòng bánh giá đoạn vừa rồi anh chị biết rồi, là vì STB đúng không ạ? Liên quan đến Bamboo Airways anh chị biết là giá đoạn nó rù bò đấy, tức là nó lỏng lẻo, đúng không ạ? Nó lỏng lẻo thì nó rù bò khối lượng rất lớn. Khối lượng lớn nó chứng tỏ là phải có quá trình hấp cung, tức là cái phải có cái câu vào, sau đó nó cân bằng nó phải tiếp tục lên chứ sao, đúng không ạ? Tức là nó luôn có những câu chuyện như vậy để nó rù bò thôi. Ở VND cũng vậy. Thì quá trình này mình cho rằng là thị trường cổ phiếu mà có điều chỉnh thì nó sẽ về các vùng hỗ trợ này này, thì nó sẽ có quá trình tích lũy lại. Còn chỉ từ đấy á, là mình chưa cho rằng là xác suất sẽ rất thấp. Rất thấp cho mình khẳng định 100% được. Đấy, chứ còn nếu mình cho rằng nếu như xác, bởi vì là nó liên quan tỷ giá thì hiện tại là chúng ta chưa biết được thực tế vì mô lớn của tâm cơ thế giới thì chúng ta không biết được. Chính vì vậy chúng ta không phản bừa được. Nhưng mà bởi vì giống như cái dịch Covid nhiều lúc có những cái là cả cái nhà tạo lập họ tính nhanh, những các dòng tiền thông minh là người ta biết được, nhưng mình không biết được. Anh chị trải qua dịch Covid 2019 anh chị biết rồi, thị trường vẫn kéo lên nhưng mà sau đó là thị trường giảm rất là sâu đấy. Những cái đó chúng ta không biết được, đó là mọi cái rủi ro trên thị trường chứng khoán nó luôn diễn ra, là mình luôn nói với anh chị là như vậy đấy. Thì anh chị thấy rồi, khi mà nó lỏng lẻo và nó gặp kháng cự thì nó phải có quá trình rũ bỏ là hiển nhiên, đã hiển nhiên rồi.
Và mình cho rằng là cổ phiếu này nó sẽ có quá trình tích lũy lại. Mình cho rằng các cổ phiếu trong ngành chứng khoán sẽ tích lũy lại. Mặc dù là các cổ phiếu vừa rồi đã lên rất là kinh. Nhiều anh chị có bảo là nó lên vượt quá giá trị thực của nó, cái này chúng ta chưa bàn. Nhưng mà ở đấy nói về góc độ này thì mình cho rằng nó sẽ chết chết ngay đấy được. Đấy. Rồi EDRA cũng vậy thôi. Nó giảm hôm kia, nó hôm qua nó giảm, hôm nay nó còn giảm. Đấy, nhưng mà cái lịch sử của nó như khối lượng rất lớn nhá. Giảm mà khối lượng lớn này á thì anh chị nói là có thể anh chị cho rằng là dòng tiền lớn thoát. Nhưng mà dòng tiền lớn thoát chẳng lẽ nhỏ lẻ bắt đáy ở đấy. Đúng không ạ? Nó giảm lớn nhưng khối lượng lớn phải chứng tỏ phải có một cái câu tương ứng. Thì khi nào mà có đánh khớp là như đấy chứ. Thì khi nào mà khối lượng lớn và khi nó giảm kiểu thế này anh chị thì nó phải có đánh khối lượng, có thể là các phiên từ 2 3 phiên nữa là khối lượng vẫn tiếp tục lớn. Nhưng sau đó nó cân bằng được á thì nó lại đi vào một cái nhịp. Đấy, mình lấy ví dụ như giai đoạn này gì. Nếu như mà cho rằng nó đạt đỉnh ở đấy nhá, nó đạt đỉnh ở đấy thì anh chị có lỡ đủ trên này thì anh chị vẫn có cái thời gian và có cái cả cái phiên anh chị thoát ra chứ không phải bán như thế này. Đấy, vấn đề là anh chị, vấn đề là thời gian. Đấy, giả sử quá đỉnh này nó đạt đỉnh rồi thì nó phải kiểu như thế này. Tức là nó giảm khối lượng rất lớn bán mạnh ở đấy thì nó phải có quá trình phân phối ở phía sau nữa. Tức là nó sẽ tạo cả cái đỉnh sau cao hơn đỉnh ở thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước, và cái đấy là những cái tín hiệu anh chị có thể nhìn để anh chị có thể thoát hàng. Đấy, ví dụ nó lên đây nó giảm thế này nhưng nó phục hồi lên đây thì anh chị có thể thoát hàng ở vùng này, đúng không ạ? Còn nếu như nó chưa đạt đỉnh thì nó sẽ có quá trình tích lũy lại. Đấy, nếu như là quá trình này như vậy, nó giảm cũng khối lượng rất lớn nhá, thì nó phải có quá trình tích lũy lại, và tích lũy lại nên anh chị thấy là nó khối lượng nó phải kiệt xuống. Đấy, thì đó là đối với con SSI. Mình phân tích một số cổ phiếu thôi. Rồi ví dụ mình lấy ví dụ FTS đúng vậy thôi. FTS hôm qua giảm mạnh, hôm nay giảm mạnh. Nhưng mà hôm nay đóng cửa ngay MA20, ngay của giá sàn, khối lượng rất lớn. Đấy, thì anh chị thấy rồi, khi cổ phiếu đã đi lên rất mạnh, rất nhiều từ nó đã tăng hơn cả 100% rồi. Từ cái vùng nền giá ở vùng nói đáy thì rất nhiều anh chị. Còn nếu như đáy từ đấy đến đấy thì nó khó, đúng không ạ? Nhưng chúng ta nói từ vùng nền này thì nó tăng rất mạnh. Thì hiện tại nó đang gặp vùng kháng cự này. Đúng không ạ? Nó đang gặp vùng kháng cự. Và cái này mình nói anh chị nhiều rồi. Đấy, và nó gặp vùng kháng cự và quá trình tích lũy nó còn ít và nó lòng lèo thì nó phải rù bỏ thôi. Còn nếu nó lên tiếp á thì nó vẫn cần phải tích lũy lại. Và nếu như mà quá trình này nó có đạt đỉnh ở đấy, mình giả sử nếu quá trình này đạt đỉnh đấy thì anh chị lưu ý cho mình rằng là cái quá trình này nhé, quá trình này nó phải như thế này. Nếu như vốn hóa nó nhỏ thì nó cũng phải có quá trình dao động rung lắc tạo đỉnh chứ không phải là chết ngay tại chỗ giống như là nó là một mạch giống như cây thông Noel đó. Đấy, kiểu như vậy. Đấy, thì thường là những cổ phiếu vừa rồi chỉ có những cổ phiếu mà nó có tính đầu cơ quá lớn và dòng tiền phố mua quá mạnh, ví dụ như con VIX của ông Vương á, thì chúng ta không nói, đúng không? Lên thế nào xuống như vậy theo kiểu cái thông thì chúng ta không nói, đúng không ạ? Còn hầu hết là nó đang như vậy cả thôi. VCI cũng vậy thôi. Nó đang lên vượt đỉnh này, khối lượng bé thì nó rủ lại và nó về những vùng đỉnh trước này thì mình cho rằng sẽ có quá trình tích lũy lại. Thậm chí nó có thể rủ bỏ về những vùng đáy trước, đúng không ạ? Về vùng đáy trước. Nhưng mà khả năng là nó tích lũy lại để có những nhịp hồi là rất cao. Còn đấy là anh chị này. Đấy, nó có thể như giờ quá trình này nó có thể nếu đạt đỉnh ở giai đoạn hiện tại, nếu như nó đạt đỉnh thì nó kiểu phải như thế này. Tức là nó giảm mạnh thế này, nó chạm xuống gần MA50 cả kiểu về vùng nền chẳng hạn thì nó có những nhịp phục hồi. Và nó sẽ tạo một cái màu hình như đây, nó sẽ có bá đỉnh. Đấy, bá đỉnh anh chị nhá. Đấy, đỉnh trước này thì cao hơn đỉnh 6, đáy 6 thì ở thấp hơn đáy trước kiểu như vậy. Đấy thì short nó khi đó nó mới rơi được chứ không phải là nói phân phối ngay luôn được đây. Thì hiện tại thì mình cho rằng nó sẽ có những nhịp hồi ở tuần tới. Đấy, tới vấn đề là những phía nào thì chúng ta chờ thêm. Đó là đối với dòng chứng khoán. Do đó nếu như anh chị mà lỡ kẹt hàng thì mình cho rằng là không bán thì giá sàn như thế này, anh chị nên chờ. Tất nhiên thì mọi phân tích nhận định là quan điểm cá nhân của mình anh chị nhé. Đối với dòng thép hôm nay có một ngược một tí. Đó là con dòng thép, tại vì con thép tiền lên là tăng tím. Đấy, tăng tím. Đúng là thép tiền lên tăng tím. Trong khi thì hoa sen và nam kim lại tăng giảm sàn. Đấy. Thì mình thực tế ra là anh chị theo dõi mình đã nói anh chị rồi. Khi cổ phiếu vừa rồi mình có hoa sen mình nói anh chị chứ nè. Mình vẫn cho mình có cổ phiếu nhưng mình không hy vọng là con hoa sen nó lên và nó phải tích lũy lại. Mặc dù là vì thế có cổ phiếu, lý do vì sao là mình đã phân tích cho anh chị. Thứ nhất là vùng này nó lỏng lẻo. Đấy, vùng này lỏng lẻo thì nó khó lên. Mặc dù cái nếu nhìn về phía bên trái thì nó nguồn cung cái quá trình mà nguồn cung bên này đánh giá thì sẽ là rất yếu. Ở đây những thực tế là anh chị nhìn vào hoa phạt. Anh chị nhìn vào hoa phạt thì nó đấy ạ. Nó đang là một cổ phiếu vốn hóa lớn, nó rất lỏng vùng này là thứ nhất. Thứ hai nữa là nó đang trong quá trình tích lũy, bên này nó lỏng và bên này cái vai bên này thì nó yếu và giai đoạn nó lỏng lẻo khối lượng trước kiệt thì nó sẽ không lên. Đấy. Rồi nam kim cũng vậy thôi. Nam kim thì mình có nói anh chị là nó sẽ gặp cái vùng đỉnh của 52 tuần đấy, nó chưa thoát được.
Và khi những cổ phiếu như Hòa Phát và Nam Kim nó chưa lên thì Hoa Sen sẽ rất khó và nó lỏng nữa. Đấy, thì đó là cái cách để mình phân tích. Ngoài ra đối với vì cổ phiếu VGE thì nó rất ok rồi, đúng không ạ? Nó mới vượt, đấy, quá trình tích lũy nó rụ bỏ, nó lên được. Đấy, nhưng mà những cổ phiếu này đối với con VGE thì tính đầu cơ nó rất cao, nó cao hơn nhiều so với Hoa Sen, đúng không ạ? Con thẹp tiền lên thì anh chị biết rồi. Đây, nó có cái tích lũy đấy, nó rụ bỏ một lần, nó siết chặt phía sau, nó lên được một hai phiên đấy. Với hiện tại thì nó đang gặp ngay vùng đỉnh đấy chị, nó đang gặp ngay vùng kháng cự này. Thì các phiên tới sản xuất cổ phiếu này sẽ tiếp tục tích lũy, là sản xuất sẽ rất cao. Đấy, thì đó là VVV đối với dòng thẻ thì mình tích thêm anh chị ở góc nhìn như vậy. Còn các cổ phiếu khác, ví như khu công nghiệp thì hôm nay mình thấy rằng là nhóm bất động sản khu công nghiệp giữ giá khá ổn đấy nhá. Đấy, ví dụ KBC này, KBC thì nó giảm đấy khối lượng lớn, nhưng mà các cổ phiếu ví dụ như là Long Hầu Xanh như này tăng tốt này, tăng hơn 4,5%, này rồi ví dụ như EDC vẫn giữ giá khá ổn ở vùng nền này, rồi ví dụ như SJC này đấy, vẫn giữ được vùng nền giá này, rồi ví dụ GVR vậy nó giảm nhưng mà thực tế là nó vẫn đang nằm trong cái vùng nền giá. Và vùng giá của các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp á, là nó vẫn đang nằm trên ngay một cái đường MA50, MA20 vân vân đấy, trừ KBC, đúng không ạ? Vậy chúng ta thấy rằng là nó đang dao động. Khi mà thị trường đang cần phục hồi thì mình có nói anh chị là các cổ phiếu nhóm ngành bất động sản khu công nghiệp nó chưa lên, lý do là nó còn rất lỏng và nó còn lên thì nó phải tích lũy lại, đúng không ạ? Thì đó là đối với bất động sản khu công nghiệp. Nhóm tiếp theo nữa là đối với nhóm hóa chất. Nhóm hóa chất thì có thể nói rằng là nhóm hóa chất cũng tăng rất là mạnh. Đấy, nhóm hóa chất tăng rất là tốt. Hôm nay ví dụ con CSP anh chị thấy đó, nó tăng rất là tốt đấy, tăng trần này, đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ nó đang gặp ngay vùng này. Đấy, đang gặp ngay vùng này. Đấy, và khối lượng tăng vào, khối lượng tăng rất là tốt nhá. Thì cũng có thể mà khi cổ phiếu đó đã có quá trình tích lũy mà nó đã có như thế này thì kháng cự cũng không phải là vấn đề. Đấy, nhưng cổ phiếu này anh chị khách hàng của mình vẫn có. Đấy, và nhưng cổ phiếu này thì bây giờ nó lên thì tiếp tục nắm giữ thôi. Thị trường xấu kệ nó, đúng không ạ? Nhưng mà số lượng cổ phiếu đi ngược thị trường này nó không nhiều. DGC hôm nay tăng khá tốt. Đấy, nhưng mà cổ phiếu DGC thì có vẻ dịp này có vẻ nghe đuổi hơn so với CSV, bởi vì CSV là nó đã có quá trình tạo nên phía trước, vừa rồi DGC lên thì con CSV chưa lên, đúng không ạ? Thế đó là đối với nhóm ngành hóa chất. Một cái nhóm tiếp theo nữa là nhóm dệt may. Hôm nay mình cho rằng là nhóm dệt may anh chị thấy là cũng thấy khá tốt, cũng view còn tăng tốt này. Còn nay bên mình vẫn chưa bán, đúng không ạ? Thị trường xấu nhưng vẫn chưa bán. Đấy, thì anh chị rồi thôi, cái quá trình tích lũy nó phục hồi như này đó, nó vẫn chúng ta vẫn giữ được. Rồi VGT thì vẫn đang xu thế là một tích lũy lại, đúng không? Rồi TNG này, đấy vẫn đang xu thế tích lũy. Đấy, mặc dù thị trường giảm nhưng nhóm ngành dệt may cũng khá là ổn. Rồi tiếp theo nữa là một số nhóm ngành bán lẻ, cổ phiếu bán lẻ anh chị xem thêm. Nào chỉ là một số cổ phiếu thôi. Còn tiếp nữa là nhóm bất động sản. Bất động sản thì như nhà khá điên thì nó giảm nhưng mà khối lượng nó nhỏ. Còn này thì lâu nay nó như vậy thôi, nó đang tạt tẹt lại vùng đáy số 2 ở đây. Thì sạc rất quá tuần nó chạm MA100 nó kéo lên được á, thì chúng ta có thể kỳ vọng chúng ta sẽ quan sát thêm được cả phiên tới như thế nào, nó tích lũy lại không. Còn DG thì hôm nay là một phiên giảm rất là mạnh cùng với thị trường chung. Đấy. Và chúng ta thấy rồi, khối lượng nó lớn. Đấy, thì khả năng nó sẽ tẹt với những vùng thấp dưới này, về những vùng nền này. Cái hôm trước mình có phân tích cho anh chị là DG đấy, lý do mua như thế nào thì anh chị lưu ý rồi. Rồi, tiếp theo là đất xanh. Đất xanh thì mình đang kẹt con này. Đấy, kẹt nhưng mà do mình không bán thôi, mình bán thì chiều hôm nay hàng về mình cũng bán được. Đấy, nhưng mà bán khi phiên chiều là mình cũng không lỗ nhiều đâu. 4% hơn 4% nhưng mình không bán. Đấy, chưa bán, hiện tại chưa bán. Đấy, thì có thể là nó sẽ tẹt với những vùng thấp dưới này. Đấy, thậm chí là nó có thể tẹt với MA50, sau đó nó cân bằng. Đấy, bởi vì nó lỏng, đúng không? Nó lỏng thì nó thường là có con đi tẹt lại thôi, bởi vì cái phiên mua hôm kia, hôm thứ tư mình nói anh chị là mua phiên khi nó thám chiều, chưa hẳn nó đã đúng. Đấy, có những lúc chúng ta ăn được, có những lúc chúng ta phải chấp nhận nó sai, chứ không phải là tất cả đều đúng. Nó cũng có kẹt trong cái con này, đúng không ạ? Ghiu ăn được, rồi là hóa chất ăn được, rồi là ví dụ như thép ăn được, con xanh, đấy vân vân. Nhưng mà đối với con này thì mình vào một ít thì hiện tại là mình không bán. Đấy, thì kiểu như vậy, nhưng mà vì tỷ trọng nó cũng không nhiều. Đấy, thì đó là đối với bất động sản là anh chị lưu ý cho mình là khác sản xuất, mà khi thị trường phục hồi lên thì sản xuất chúng ta phải tính toán thêm. Thế đó là đối với nhóm ngành bất động sản. Nhóm ngành xây dựng, nhóm ngành xây dựng thì hôm nay cũng không có gì mới là gì, hoa đông chúng với thị trường chúng thôi. Nó giảm khá mạnh. VCG này giảm mạnh này, đấy, thùng này, đúng không ạ? Bọn này lỏng do đó nó không lên được này. Rồi HHV nó vẫn đang tẹt về vùng đỉnh trước này. Chúng ta quan sát xem khối lượng nó không lớn thì anh chị xem thử nó cân bằng được không. Cái kiểu mà nếu như nó tích lũy cân bằng tạo nên ngay vùng đỉnh trước kiểu thế này mà nó phọt lên khi thị trường phục hồi á,
thì cũng có thể đấy là những cái mà ok của chúng ta, đúng không ạ? Thì về một số cổ phiếu và thị trường chung thì mình có một cái góc nhìn như vậy. Số lượng cổ phiếu với số lượng nhóm ngành thì khá nhiều. Mình mong rằng là anh chị nên quan sát thêm cái xu thế, anh chị nên xem quan sát thêm cái chỉ số DXY này anh chị nhé. Thì video mình xin phép dừng tại đây. Anh chị theo dõi, anh chị nhớ cho mình một like. Xin chào và hẹn anh chị trong những video lần sau. Chúc anh chị có những ngày nghỉ cuối tuần thật là an lành, vui vẻ, hạnh phúc.